Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón vành bèo cho bé họa tiết hình trái dâu. Ở trên đỉnh nón thì có làm cuốn ba lá và có sợi dây luồn như thế này. Họa tiết móc nón là các cái mũi đơn, vành bèo thì mình làm xòe ra và lượn sóng như thế này. Đây. Dụng cụ mình gồm len micotan, kim móc mình sử dụng kim móc 4.0 mm, kéo cắt len và kim đánh dấu. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu đỏ để móc phần thân nón. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích và móc vào vòng tròn vừa tạo 7 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 và 7. Khi được 7 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Và móc cho mình vào cái chân móc mũi đơn đầu tiên mà mình gây nên á, móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Chân bên cạnh cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Chân thứ 3 cũng móc 2 mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Tức là vòng tròn thứ hai này ta sẽ móc vào 7 chân móc của vòng tròn thứ nhất, mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng thì chân móc tiếp theo các bạn cũng móc cho mình vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Móc vào đây 2 mũi móc đơn. Các bạn dùng kim đánh dấu cho mình vào chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân mà ta vừa móc á. Tâm kim cho mình vào cái chân móc thứ nhất. Đánh dấu ở đây để ta có thể phân biệt được đây là chân móc đầu tiên và chân móc cuối cùng của hàng móc nè. Móc cho mình vào chân kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai cụm chân móc cùng chân phía dưới. Đây, cụm chân móc thứ nhất, cụm chân móc thứ hai. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Chân móc kế tiếp sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào đây cho mình 1 mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc bên cạnh sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai cụm chân móc cùng chân phía dưới á. Đây, nằm chính giữa hai cụm chân móc này, móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Thì mình đã móc được các cái cụm chân móc nè, gồm một mũi móc đơn xen kẽ 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục chân móc bên cạnh sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào đây một mũi móc đơn. Và chân móc kế tiếp sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào chân móc nằm chính giữa của hai cụm chân móc cùng chân phía dưới. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc mà mình đánh dấu ở đây. Cũng móc xen kẽ một mũi móc đơn, xen kẽ 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Và 2 mũi móc đơn cùng chân móc ta sẽ móc vào chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới của hàng phía trên nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn tháo kim đánh dấu ra và đánh dấu cho mình vào cái thân chân móc mà mình vừa móc á, để ta lấy cái mũi móc của cái chân móc mà mình đánh dấu này, đánh dấu cho mình vào thân chân móc nha. Thì mình sẽ tháo kim đánh dấu ra cho các bạn thấy rõ mũi móc nè. Đây là chân móc mà mình đánh dấu nè, là cái chân móc đầu tiên của mỗi hàng móc á. Các bạn sẽ thêm mũi cho mình vào chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới. Là cái chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới, ta sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Tiếp tục chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới sẽ móc cho mình vào đây một mũi móc đơn. Đây, móc vào đây một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Thì chân kế tiếp sẽ là chân móc đầu tiên của cụm hai chân móc cùng chân phía dưới, các bạn móc cho mình vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Thì mình đã tạo ra được một cụm chân móc gồm có 2 mũi móc đơn mỗi chân móc, xen kẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc nè. Các bạn sẽ dùng kim đánh dấu và đánh dấu lại cho mình vào cái thân chân móc mà ta tháo ra. Đây, đánh dấu lại đây để mình có thể phân biệt được đây là cái điểm kết thúc của hàng móc. Tiếp tục hai chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc.
Thì chân móc kế bên sẽ là chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Chân móc đầu tiên này móc cho mình hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Tương tự hai chân móc kế bên, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì chân móc kế tiếp mà ta gặp sẽ là chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới. Móc cho mình vào chân móc đầu tiên này hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Là cái chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới nha. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Cũng móc cho mình các cái cụm chân móc tương tự. Hai mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và hai mũi móc đơn cùng chân móc cũng móc cho mình vào chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới nha. Cứ móc tương tự cho đến chân móc mà ta đánh dấu. Hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc, xen kẽ là hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Thì đối với cái mẫu nón này các bạn có thể sử dụng kim nhỏ hơn để móc cho cái phần nón của mình nó thêm cứng cáp. Ở đây mình sử dụng kim to để dễ thấy mũi móc nè. Các bạn có thể dùng kim 3.0 mm cũng được nha. Sau khi móc đến chân móc thẳng hàng với chân móc mà ta đánh dấu ở phía trên thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái vòng móc tiếp theo. Và vòng móc tiếp theo này các bạn cũng làm tương tự. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đây, chân kế bên sẽ là chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè, móc vào một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Khi gặp chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới, đây các bạn nhìn rõ không ạ? À? Đây, chân đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới, ta sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tương tự ba chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì chân móc kế bên sẽ là chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Đây, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ở vòng móc này ta có 3 mũi móc đơn ở mỗi chân móc, xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc nè. Đây. Và hai mũi móc đơn cùng chân móc cũng móc vào chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới á. Tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình thêm các cái cụm chân móc tương tự, móc cho đến chân móc mà ta đánh dấu, móc 3 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng một chân móc và cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc vào chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Đây, hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào chân móc đầu tiên. Móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì ta được thêm một cụm 5 mũi móc như thế này. Các bạn làm tương tự cho đến chân móc mà ta đánh dấu. Ở các vòng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến khi ta gặp cái chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới thì cái chân móc này các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn. Và cách móc này cũng áp dụng cho các vòng móc còn lại. Các bạn cứ móc tương tự cho mình. Khi gặp chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới thì ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào chân móc này. Móc cho đến khi cái vòng tròn này nó vừa với vòng đầu của bé thì các bạn ngưng. Cũng thêm mũi vào chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới nha. Cứ thêm cho mình xoắn ốc cho đến khi ta đạt được cái vòng tròn nhất định vừa với vòng đầu của bé thì các bạn ngưng. Khi gặp chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới thì ta sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Và làm tương tự cho các vòng móc còn lại. Ở đây mình đã móc lên thêm được nhiều hàng móc thêm mũi và cái vòng tròn này đã vừa với vòng đầu của bé. Chân móc cuối cùng này cũng móc cho mình thêm một mũi móc đơn vào chân móc này, là chân móc thẳng hàng với chân móc mà ta đánh dấu ở phía trên nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc các cái hàng móc tiếp theo và ta không thêm mũi để mình móc phần thân phía dưới. Các bạn móc cho mình mỗi chân móc, móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ở cái hàng móc kết thúc này. Khi gặp chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới, các bạn cũng móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Sau đó móc vào chân kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Thì vòng móc này ta sẽ không thêm mũi nè,
Các bạn cứ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều hàng móc nữa. Để đến khi cái phần thân nón này nó đạt được chiều cao đến cái phần tay của bé thì các bạn ngưng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và không tăng mũi nha. Các bạn cứ móc xoắn ốc cho mình cho đến khi cái phần nón nó đạt được chiều cao nhất định. Đến cái phần tay của bé thì ngưng. Khi gặp chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới cũng móc một mũi móc đơn. Sau đó chuyển qua chân móc kế bên một mũi móc đơn và làm tương tự cho các vòng móc còn lại. Thì ở đây mình đã móc lên thêm được nhiều hàng móc không thêm mũi. Chiều cao từ đỉnh nón xuống hàng cuối cùng là cái chiều cao từ đỉnh đầu xuống cái phần tay của bé nè. Và chân móc cuối cùng sẽ là chân móc thẳng hàng với chân móc mà ta đánh dấu ở phía trên á. Chân móc cuối cùng này. Móc vào chân móc ta vừa móc á, chân móc cuối cùng móc cho mình thêm một mũi móc đơn nữa. Chân móc kế bên sẽ móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào chân móc này. Ta tháo kim đánh dấu ra và đánh dấu cho mình vào chân móc có hai chân móc cùng chân phía dưới á, chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới nè, đánh dấu vào đây. Tiếp tục chân móc kế bên móc một mũi móc đơn. Thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào chân móc này. Ta được các cái cụm chân móc nè, gồm một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục chân bên cạnh sẽ móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn. Làm tương tự cho mình cho đến chân móc mà mình đánh dấu ở đây. Cũng móc xen kẽ một mũi móc đơn. Xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau khi móc được các cụm chân móc cho đến chân móc mà ta đánh dấu, các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ra và đánh dấu cho mình vào cái chân móc cuối cùng mà thêm mũi á. Thêm mũi ở cái cụm này nè. Đánh dấu vào đây. Thì ta được một hàng móc thêm mũi nè. Cái hàng móc tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và ta không thêm mũi nha. Các bạn cứ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến chân móc mà mình đánh dấu. Đây, làm tương tự cho đến chân móc mà ta đánh dấu. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được một hàng móc không thêm mũi, các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra và đánh dấu cho mình vào cái thân chân móc của hai mũi móc đơn cùng chân móc phía trên á. Đây. Để ta phân biệt được đây sẽ là điểm cuối cùng nha. Móc vào chân móc này một mũi móc đơn. Chân kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp một mũi móc đơn. Và vòng móc này cũng làm tương tự cho mình giống như cái vòng móc mà ta vừa móc. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến cuối hàng thì vành nón mình được 3 hàng móc, một hàng móc thêm mũi và hai hàng móc không thêm mũi nè. Ta tháo kim đánh dấu ra, các bạn sẽ để ý cho mình nè. Cái chân móc tiếp theo sẽ là chân móc thẳng hàng với chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới này. Chân móc thẳng hàng này, các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Chân bên cạnh móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp móc một mũi móc đơn. Và dùng kim đánh dấu cho mình vào chân móc có hai mũi móc cùng chân nè. Đánh dấu vào chân móc này. Tiếp tục hai chân móc kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân móc thứ ba sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào chân móc này. Chân thứ ba sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Ta được một cụm 4 mũi móc. Hai mũi móc đơn mỗi chân móc xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì khác với cái hàng móc đầu tiên của cái phần vành nón, một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Hai hàng móc kế bên sẽ không thêm mũi. Hàng móc thứ tư hai mũi móc đơn mỗi chân móc xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc vào hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân thứ ba sẽ móc hai mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cụm này cho đến chân móc mà ta đánh dấu. Sau đó các bạn cũng móc cho mình thêm hai hàng móc không thêm mũi
giống như là hai hàng móc ở phía trên á. Đây, vành nón nó sẽ xen kẽ một hàng móc thêm mũi, xen kẽ hai hàng móc không thêm mũi, và hàng móc thêm mũi nó sẽ tăng dần đều nha, để cho cái phần vành nón này nó có cái độ cong lượng sống nè. Cứ móc xen kẽ cho mình nè, một hàng thêm mũi thì hai hàng không thêm mũi, và cái hàng thêm mũi nó sẽ tăng dần đều. Hàng đầu tiên một mũi móc đơn xen hai mũi móc đơn cùng chân móc, thì hàng thứ hai sẽ là hai mũi móc đơn xen hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và nếu muốn rộng hơn thì các bạn có thể thêm cái số hàng móc cho mình nha. Sau khi kết thúc hàng móc thêm mũi thứ tư và móc thêm hai hàng móc không thêm mũi, thì vần nón của mình nó có 6 hàng móc như thế này nè. Đây, một hàng móc thêm mũi xen kẽ là hai hàng móc không thêm mũi, thì cái phần vành nón của mình nó sẽ dừng lại ở 6 hàng móc như thế này, và 6 hàng móc này cũng tạo độ bèo cho vành nón. Bây giờ mình sẽ móc cái chân móc kết thúc. Các bạn sẽ bỏ qua chân móc kế bên này và móc cho mình vào cái chân kế tiếp á, móc vào chân móc kế tiếp này, bỏ qua chân kế bên, móc vào đây một mũi dời, sau đó kéo vào cắt len. Cái sợi len thừa này nó đang nằm ở trên hàng móc nè, mặt phải của hàng móc. Các bạn sẽ đâm kim từ dưới lên vào chân móc cuối cùng này, sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau mũi móc và tiến hành dùng kim giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì sau khi giấu len xong, cái vành nón của mình nó đã có cái độ bèo nè và kết thúc ở 6 hàng móc. Bây giờ mình sẽ móc cái phần lá và cuốn ở phía trên. Các bạn sẽ sử dụng sợi len màu xanh để móc phần cuốn lá nha. Tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn vừa tạo 8 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Khi được 8 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại, và móc cho mình vào chân móc đầu tiên của vòng móc này, móc vào đây một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc cho mình một mũi móc đơn vào chân móc này. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì cái phần cuốn lá này mình sẽ móc xoắn ốc nha. Khi móc được 8 mũi móc đơn vào 8 chân móc vòng đầu tiên, thì vòng móc thứ hai các bạn cũng móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để cái vòng tròn nhỏ lại nè, để cái phần đỉnh nó không có hở. Sau đó làm tương tự, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, và cứ móc xoắn ốc cho mình các cái mũi móc đơn nha. Móc thêm nhiều vòng móc cho đến khi cái phần cuốn lá này nó có đủ cái độ cao hợp với cái phần nón á. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc thêm nhiều hàng móc xoắn ốc bằng các mũi móc đơn, thì cái phần cuốn lá của mình nó đã có cái độ cao nhất định rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần lá. Từ chân móc cuối cùng này móc lên cho mình 6 mũi móc xích. 3 4 5 và 6. Khi được 6 mũi móc xích thì tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích, và móc vào chân móc thứ 6 3 mũi kép đơn. Móc cho mình vào đây 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. 2 3. Khi được 3 mũi móc đơn vào cùng một chân móc thì chân kế bên móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Khi móc các mũi móc vào 4 chân móc đầu tiên của dây móc xích, thì chân móc thứ 5 sẽ móc cho mình vào đây một mũi nửa kép. Và chân thứ 6 móc một mũi móc đơn. Ở thân chân móc của mũi đơn cuối cùng này, các bạn cũng móc cho mình vào cái thân chân móc luôn, móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó dùng mũi dời móc vào chân móc kế bên của phần cuốn lá.
Quay ngược đầu móc lại. Chân móc mũi đơn đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh móc một mũi nửa kép. Chân thứ ba móc một mũi kép đơn. Tương tự các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến chân móc cuối cùng. Khi móc đến chân móc cuối cùng thì ở chân móc cuối cùng này cũng móc thêm cho mình 2 mũi kép đơn nữa để thành 3 mũi kép đơn vào chân móc này. Thì phần lá của mình nó đã có cái độ dài lên nè, dài lên ở giữa lá. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại, móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên á, móc vào đây một mũi dời. Để tạo cái độ nhọn cho lá. Sau đó lên 2 mũi móc xích. Bỏ qua chân móc mà ta vừa móc, móc vào chân kế bên và chân kế tiếp á, hai chân móc này chụm lại cho mình thành một chân. Các bạn lấy len và đâm kim cho mình vào chân đầu tiên. Kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len, đâm kim vào chân kế bên, móc và kéo len qua chân móc, móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Đây, thì phần đỉnh lá của mình nó đã có cái độ nhọn nè. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh móc một mũi kép đơn. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Thì hai chân móc cuối cùng này, chân đầu tiên móc một mũi nửa kép và chân cuối cùng móc cho mình một mũi móc đơn. Thì phần lá của mình có độ dày 3 hàng móc nè. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên của phần cuốn lá một mũi dời. Sau đó móc vào chân móc kế tiếp của cuốn lá một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ tư của cuốn lá, các bạn cũng móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân bên cạnh móc một mũi nửa kép. Các chân móc còn lại, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và chừa cho mình hai chân móc cuối cùng nha. Ở hai chân móc cuối cùng này sẽ chụm lại thành một chân. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Như vậy là mình vừa hoàn thành được một cánh lá. Các bạn bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân kế bên của cánh lá này một mũi dời. Chân bên cạnh cũng móc một mũi dời. Chân kế tiếp cũng móc một mũi dời. Các bạn cứ dời tương tự cho mình, chừa cho mình hai chân móc cuối cùng nha. Từ hai chân móc cuối cùng của hàng móc này, móc lên thêm 4 mũi móc xích nữa để cho cái phần thân lá của mình được 6 mũi móc. Khi được 4 mũi móc xích thì tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Và móc vào chân móc xích thứ tư, móc vào đây 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. Ở các chân móc tiếp theo, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở cái chân móc cuối cùng của hàng móc mũi dời ở cánh lá thứ nhất cũng móc một mũi kép đơn. Hai chân móc cuối cùng của cánh lá thứ nhất, chân móc đầu tiên móc một mũi nửa kép. Và chân móc cuối cùng móc một mũi móc đơn. Sau đó dùng mũi dời móc vào chân móc kế bên của phần cuốn lá. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Ở phần lá thứ hai này sẽ làm tương tự như phần lá thứ nhất. Chân móc cuối cùng móc vào đây 3 mũi kép đơn cùng một chân móc nè, sau đó lên 2 mũi móc xích để tạo độ nhọn cho lá. Và hai hàng móc cuối cùng sẽ giảm mũi ở phần đầu lá, làm tương tự cho mình giống cánh lá thứ nhất. Và cánh lá thứ hai cũng có độ dày 4 hàng móc tương tự như cánh lá thứ nhất nha. Hoàn tất được cánh lá thứ hai thì cũng làm tương tự cho mình, cũng dùng mũi dời và dời cho mình vào các chân móc của cánh lá thứ hai.
Giờ cho mình và chừa ra hai mũi móc trong cùng nha. Như vậy là mình vừa hoàn thành được cánh lá thứ hai. Từ đây tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích. Móc lên 3 mũi móc xích và móc vào chân móc thứ tư 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. Các chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi được các mũi kép đơn thì hai chân móc cuối cùng, chân thứ nhất sẽ móc một mũi nửa kép. Và chân bên cạnh là chân cuối cùng sẽ móc một mũi móc đơn. Dùng mũi dời móc vào chân móc kế bên của phần cuốn lá. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân kế bên móc một mũi nửa kép. Chân kế tiếp móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân cuối cùng cũng móc thêm cho mình hai mũi kép đơn để thành 3 mũi kép đơn vào chân móc này. Sau đó lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc một mũi dời vào chân đầu tiên. Sau đó lên hai mũi móc xích. Hai chân móc kế bên sẽ móc cho mình chậm lại thành một chân, cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Hai chân móc kế tiếp cũng chậm lại thành một chân tương tự, lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Thì ở cánh lá thứ ba này sẽ có độ dày 3 hàng móc, khác với cánh lá thứ nhất và thứ hai có độ dày 4 hàng móc nè. Và hàng móc cuối cùng của cánh lá thứ ba này nó cũng khác, là có 4 mũi chậm lại thành 2 mũi nè. Tiếp tục móc vào các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng chừa ra cho mình hai chân móc cuối cùng của cái hàng móc này. Ở hai chân móc cuối cùng thì chân đầu tiên móc một mũi nửa kép và chân cuối cùng móc một mũi móc đơn. Dùng mũi dời móc vào chân móc kế bên của phần cuốn lá. Thì mình vừa hoàn tất được phần cuốn ba lá để trang trí cho phần thân nón. Đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần dây để trang trí cho phần thân nón. Từ đây móc lên thêm cho mình nhiều mũi móc xích nữa để mình làm phần dây nha. Cứ móc cho mình cho đến khi sợi dây này có đủ độ dài. Và dùng keo nến hoặc là kim khâu để cố định phần cuốn lá và sợi dây râu này vào trong thân nón để trang trí. Sau khi khâu được cố định phần cuốn lá và dây vào trong thân nón để trang trí cho phần thân nón, thì mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn một mẫu nón vành bèo cho bé, họa tiết cải dâu như thế này. Chúc các bạn thành công!